Salon ô tô Luxury Cả Hải Dương xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị, quý anh chị trên khắp mọi miền Tổ quốc. Tại đây, salon chúng tôi chuyên mua bán trao đổi tất cả những dòng xe đã qua sử dụng, đều có cam kết bảo hành không đâm va, không tai nạn, không ngập nước. Giấy tờ, thủ tục hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ. Quý vị có thể đến trực tiếp địa chỉ của Luxury Cả Hải Dương tại số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Hoặc nếu không có điều kiện đến trực tiếp thì vui lòng kết nối Zalo, Facebook vào hai số 0828 066 166 và số 0978 607 555 để luôn luôn được tìm hiểu, cập nhật thông tin của tất cả những dòng xe, những dòng sản phẩm mà bên Salon Luxury Car hàng ngày đăng tải lên. Có thể là mẫu sản phẩm này chưa phù hợp thì sẽ có những mẫu sản phẩm khác đáng được lưu ý quan tâm hơn. Và hôm nay bên salon nhà em lại vừa cập nhật thêm một mẫu sản phẩm mới nữa. Đây là một chiếc xe SUV 5 chỗ ngồi gầm cao đến từ thương hiệu Honda của Nhật Bản. Chiếc xe này là Honda CR-V phiên bản động cơ 2.4. Xe được trang bị cửa sổ trời, ghế lái chỉnh điện, đèn bi xenon, đèn LED định vị ban ngày. Chiếc xe này là sản xuất năm 2014 và hiện tại đang có mức giá chào bán rất là hợp lý tại Salon Luxury Car là 680 triệu. Hỗ trợ ngân hàng được 60% giá trị xe. Xe này là ngoại thất màu đen và nội thất bên trong cũng là màu đen. Tình trạng thì chiếc xe này mới sử dụng được 9.5 km. Xe bao lỗi đâm đụng ngập nước. Keo chỉ còn zin. Honda CR-V 2.4 thì mức tiêu hao nhiên liệu khoảng tầm 10 lít xăng trên 100 km đường hỗn hợp. Phiên bản này là phiên bản lưng gù form chung, thế hệ form chung, 5 chỗ ngồi khá là rộng rãi. Đèn xi nhan báo rẽ tích hợp trên gương. Dàn lốp cũng mới được thay, còn khá là dày, rất là đều. Chất lượng lốp còn tương đối mới. Cụm đèn pha còn rất là trong. Đăng kiểm mà song hành cùng bảo trì đường bộ còn đúng 1 năm nữa mới phải đi khám lại. Đây ạ, nội thất bên trong chiếc xe đây. Quý vị, quý anh chị nhìn thấy còn khá là mới nhá. Từ vô lăng này, cần số này. Trên chiếc xe này thì được trang bị khởi động bằng chìa rồi. Phiên bản 2000 cuối 14 đầu 15 thì mới bằng đề nổ start top. Và có sẵn màn hình cam lùi. Màn hình cam lùi nằm ở đây. Điều hòa tự động hai vùng. Hệ thống âm thanh giải trí là đầu CD 6 đĩa. Cửa sổ trời. Chất liệu ghế da thì còn khá là tuyệt vời. Năm chỗ ngồi. Bộ thảm lót sàn rất đẹp. Cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai. Cốp sau mở ra cho ta một khoang hành lý rất rộng. Khoang hành lý rất là rộng nhé. Xe cũng được trang bị công nghệ xanh eco, cân bằng điện tử chống trơn trượt. Đây ạ, xe đi được 95.311 cây, tức là 9.5. Mọi chi tiết như cái logo Honda ở trên vô lăng. Đấy, vô lăng còn rất là đẹp nhé.
Đây, ghế lái chỉnh điện. Ghế lái chỉnh điện 12 hướng. Dưới nắp capo này là động cơ 2.4 lít. Tất cả còn nguyên zin luôn. Chưa từng đại tu động cơ hộp số nhá. Và một số chi tiết đinh bấm rồi ốc đây còn nguyên dấu sơn. Chân máy, mặt máy còn nguyên zin. Động cơ EVTEC 2.4 DOHC. Sau khi kết thúc cái video này, quý vị quý anh chị có nhu cầu muốn mua chiếc xe hoặc muốn trao đổi những chiếc xe mình đang sử dụng thì vui lòng về đúng địa chỉ 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, salon Luxury Car Hải Dương. Chiếc xe này là Honda CRV động cơ 2.4, sản xuất 2014, 5 chỗ ngồi gầm cao. Hiện tại chiếc xe này đang được chào bán với mức giá là 680 triệu, hỗ trợ ngân hàng lên đến 60% giá trị xe. Quý vị có thể gọi vào hai số hotline 0828 066 166 và 0978 607 555. Nếu có thấy hay thì hãy nhấn like. Và nếu quý vị nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng kích vào ô đăng ký kênh và kích vào quả chuông bên cạnh để luôn luôn được cập nhật thông báo tất cả những sản phẩm mới nhất mà bên salon ô tô Luxury Car Hải Dương hàng ngày đăng tải lên. Xin chào và hẹn lại quý vị vào những clip lần sau.